Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống có loạt phóng sự chuyên đề đề cập đến vấn đề phân loại xử lý rác thải tại nguồn, thực trạng và giải pháp để khuyến khích người dân thực hiện. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện về một gia đình thể thao tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Trong mục Nét đẹp xưa nhãn, mời quý vị gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Xuyên, người miệt mài gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật hát chống quân dạ chảy. Thưa quý vị, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 quy định chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, cá nhân, tổ chức bắt buộc phải phân loại rác thải tại nguồn. Nếu không thực hiện, sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng theo Nghị định 45 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong khi các địa phương vẫn đang chờ hướng dẫn từ Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện quy định này, thì hiện nay, việc đầu tư nơi chứa rác cũng như phương tiện để thu gom, vận chuyển rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế chưa được tính đến, dẫn đến chưa khuyến khích được người dân phân loại và xử lý rác thải tại nhà. Để thấy rõ được thực tế này, mời quý vị cùng theo dõi chuyên đề sau đây. Xã Nghĩa Trụ là một trong 4 xã được Hạt Giao thông và Môi trường huyện Văn Giang triển khai mô hình phân loại rác tại hộ gia đình. Theo đó, mỗi gia đình trong xã được cấp 2 thùng nhỏ để phân loại rác hữu cơ và vô cơ riêng biệt trước khi tổ vệ sinh thu gom, vận chuyển đi xử lý. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ, toàn xã có trên 2.800 hộ đã được cấp thùng phân loại rác, tỷ lệ đạt trên 90%. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, hiện nay rất nhiều hộ đã không còn thùng, trong khi đó rác thải bọc trong túi ni lông lẫn lộn rác hữu cơ và vô cơ. Số hộ duy trì phân loại rác quy củ như gia đình bà Luyến còn lại không nhiều. Tuy nhiên, rác sau khi được phân loại, được vận chuyển đi xử lý như thế nào thì bà Luyến không biết. Không biết là tổ rác thải đổ như thế nào thì cô không biết. Dân là người ta đã để riêng rồi thì tổ vệ sinh là phải để riêng, đổ riêng ra. Nhưng mà cô cứ đi thể dục tối ấy, là cứ thấy bừa bãi luôn. Thực tế tại xã Nghĩa Trụ, việc thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý tập trung vẫn lẫn lộn rác hữu cơ và vô cơ. Chưa có bãi rác riêng biệt để xử lý hai loại rác. Bởi vậy, việc phân loại rác chưa mang lại hiệu quả cũng như không khuyến khích được người dân tự giác phân loại rác tại nguồn. Khu mà tập trung cái thu gom và xử lý rác tại khu tập trung thì cái thời điểm này thì là nó cũng là quá tải, không vận chuyển đi kịp, dẫn đến là những cái tình trạng là cái trong khu dân cư là phân loại rác có phần mai một. Không chỉ riêng ở huyện Văn Giang, hiện nay tại hầu hết các địa phương trong tỉnh chưa đầu tư hạ tầng xử lý rác sau khi phân loại, cho nên chưa đáp ứng được yêu cầu khép kín của quá trình phân loại rác từ đầu vào đến đầu ra. Để Nghị định 45 về phân loại rác tại nguồn đi vào cuộc sống, bên cạnh khuyến khích người dân phân loại rác trước khi thải ra môi trường, thì rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng và các cấp chính quyền xây dựng thí điểm các mô hình phân loại rác, trong đó có cả hạ tầng xử lý rác để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó nhân ra diện rộng. Nhằm khuyến khích người dân phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, ngày 2 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 1545 quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Trong đó, quy định các hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nhà khi có xác nhận của địa phương sẽ được giảm 50% phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác. Tuy nhiên, đã hơn 2 năm kể từ khi quyết định ban hành, các ngành chức năng liên quan vẫn chưa có hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người dân không mặn mà thực hiện phân loại, xử lý rác tại nguồn. Năm 2022, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm cấp 200 thùng xử lý rác hữu cơ cho các hộ gia đình để thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nguồn. Mỗi hộ còn được hỗ trợ 2 gói chế phẩm vi sinh để xử lý rác. Sau hơn 1 năm, qua kiểm tra thực tế tại các hộ nhận thùng thì đa số không thực hiện phân loại và xử lý rác, hoặc có xử lý nhưng không đúng cách, dẫn đến phát sinh giỏi bọ. Và đây là lý do khiến nhiều hộ gia đình chưa hưởng ứng thực hiện phân loại xử lý rác tại nguồn. Một số nhà phân loại rác thải và một số nhà không phân loại rác thải thì tiền đóng rác vẫn cứ kiểu như nhau, ví dụ như 5.000 đồng hay 6.000 đồng trên một người, trên một nhân khẩu. Mà trong khi đó những nhà không phân loại cũng chỉ có đóng thế thôi. Các cấp chính quyền nhanh chóng ban hành các chủ trương, các chính sách để giảm cái lượng tiền đóng phí cho các hộ đã phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. Thực hiện nghị quyết 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành các đề án về khuyến khích, đẩy mạnh phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình để giảm lượng rác thải vận chuyển đi xử lý. Để các đề án, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống, thì người dân và chính quyền cơ sở mong muốn các ngành chức năng sớm có hướng dẫn cụ thể về giảm phí vệ sinh môi trường cho những hộ thực hiện phân loại, xử lý rác tại nguồn như theo quyết định 1545 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bây giờ thu phân loại ra thì có một túi vệ sinh môi trường phải vận chuyển đi thôi, còn một túi nhà tôi xử lý lấy là nhà tôi giải quyết rồi. Thế thì bây giờ giả dụ thì cái lệ phí mà vệ sinh môi trường thì cũng phải giảm bớt cho tất cả các hộ chúng tôi. Đề nghị với tỉnh thì có cái văn bản hướng dẫn được chỉ đạo cụ thể để làm sao địa phương tổ chức thực hiện đối với các hộ mà tham gia cái phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình có cái miễn giảm cái phí thu gom. Trong khi chờ hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể từ các ngành chức năng, thì từ đầu năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai nhân rộng mô hình phân loại xử lý rác sinh hoạt bằng chế phẩm IMO được nhiều hội viên phụ nữ hưởng ứng thực hiện. Bước đầu đã có hiệu quả, góp phần giảm lượng rác sinh hoạt thải ra môi trường. Từ khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi hướng dẫn và cung cấp chế phẩm IMO để xử lý rác hữu cơ tại nhà, bà Đỗ Thị Quế đã có ý thức phân loại rác sinh hoạt, rác vô cơ để riêng cho thôn thu gom. Còn rác hữu cơ như rau, lá cây, cơm thừa cho vào thùng và rác chế phẩm IMO tự làm để xử lý. Trước là nhà tôi phải 4-5 túi, nhưng mà hiện nay nhà tôi là chỉ có một túi nhỏ trong một tuần. Bảo vệ, vệ sinh môi trường trong gia đình tôi là cái thứ nhất, hai là cho cộng đồng và cho xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Trúc thành lập các tổ tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình xử lý rác hữu cơ, đồng thời tự làm chế phẩm IMO bằng những nguyên liệu như nước, men rượu, sữa chua, trái cây chín, đường, vân vân. Sau đó, mang thùng chế phẩm đặt tại nhà văn hóa thôn để hội viên phụ nữ lấy về nhân giống chế phẩm, xử lý rác thải tại nhà mình. Hiện nay, xã Xuân Trúc có 600 hộ gia đình đăng ký phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Mỗi một tuần, ban thường vụ chúng tôi là đi kiểm tra đôn đốc và để tuyên truyền các hộ nhân dân để phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. Làm sao cho nó hiệu quả để thực hiện cái đề án mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đưa ra. Xã Ông Đình có tỷ lệ phân loại xử lý rác tại nguồn cao nhất huyện Khoái Châu, khi có khoảng 60% số hộ duy trì phân loại rác. Tỷ lệ này có xu hướng tăng bởi vừa qua, Ông Đình là một trong 4 xã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu triển khai mô hình phân loại xử lý rác sinh hoạt bằng chế phẩm IMO. Với đa số hộ trong xã có vườn rộng, vì vậy nhiều gia đình tự mua sắm thùng phân loại rác, tự làm chế phẩm IMO để xử lý rác thành nguồn nước tưới cho cây trồng. Một năm là chúng tôi cứ được 3 cái thùng này, là chúng tôi được cái phân hữu cơ, chúng tôi mang ra, tôi trộn với đất, tôi trồng cây cối. Thế còn thì cái lượng đưa lên rác thải trên tập thể thì nó không đáng kể, nó chỉ bằng 2/10 thôi, đưa lên khu rác thải. Thế là cho nên chúng tôi cảm thấy là mỗi một người dân mà tự giác như thế này thì nói chung là không ảnh hưởng ô nhiễm môi trường. Đối với những cái hộ hôm nay thực tế chúng tôi đi thăm kiểm tra thì thấy là họ đã làm là đúng. Đối với cái hướng dẫn, cái kỹ thuật hướng dẫn của Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng như là huyện và xã. Đấy, và các hộ rất là tích cực. Đấy, những hộ mà chưa được cấp phát thùng thì họ cũng đã tự mua thùng để họ để rác. Đấy, sau đó thì tưới cái nước chế phẩm vào và sau này lấy cái nước rỉ rác để hòa với nước lã để bón cho cây trồng, tưới cho cây trồng rất là tốt. Nhân rộng mô hình phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình kết hợp với mô hình nhà sạch vườn đẹp đang được các cấp hội phụ nữ triển khai tại khu dân cư là một trong những giải pháp để giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, giảm sức ép cho việc thu gom và nơi chứa rác, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Không chỉ đam mê yêu thích thể dục thể thao, những năm qua, gia đình anh Nguyễn Văn Dương ở xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên còn trực tiếp hướng dẫn và truyền động lực cho rất nhiều người để họ tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao mỗi ngày. Đây chính là một trong những gia đình thể thao tiêu biểu của thành phố Hưng Yên. Là giáo viên thể dục tại trường Trung học Phổ thông Hưng Yên, đồng thời là một vận động viên tham gia nhiều môn thể thao như chạy, cầu lông, bơi lội. Nên đến nay, mặc dù đã gần 50 tuổi, anh Nguyễn Văn Dương ở xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh. Không chỉ tham gia huấn luyện cho các vận động viên, các em học sinh, anh Dương cũng đã thành công trong việc truyền ngọn lửa yêu thích và đam mê tập luyện thể thao tới các thành viên trong gia đình.
Thời gian đầu khi động viên được vợ đi tập cùng cũng như là đi tập các môn thể thao thì cũng rất là khó. Vì vậy là tôi cũng thường xuyên là động viên đồng hành cùng vợ đi tập luyện. Đầu tiên là tôi cho tập những cái môn nhẹ nhàng, những cái môn dễ tập. Sau đó là đến những cái môn là gọi là khó khăn, và đặc biệt là hiện nay là muốn bơi là một môn là trước đây mà vợ tôi rất sợ đi tắm biển, không bao giờ dám xuống bơi cả. Nhưng bây giờ tiền bơi cầm được 1-2 cây số là bình thường. Sau khi được chồng cổ vũ, động viên và đồng hành trong việc rèn luyện thể dục thể thao mỗi ngày, đến nay chị Hương cũng đã là huấn luyện viên của 5 câu lạc bộ, hoạt động các bộ môn như aerobic, zumba, shuffledance. Đã có hàng trăm học viên được chị hướng dẫn và truyền động lực tập thể dục thể thao mỗi ngày vào 2 khung giờ sáng và tối. Chăm chỉ tập luyện mỗi ngày, chị Hương cũng có được vóc dáng và sự trẻ trung mà nhiều người mong muốn khi đã ở lứa tuổi U50. Ngày trước thì tôi rất hay bị huyết thấp và đau đầu, nhưng khi bắt đầu theo con đường thể dục thể thao thì tôi thấy sức khỏe của tôi tăng lên rõ rệt, và từ đó là tôi đã theo thể dục thể thao đến tận bây giờ. Không chỉ bố mẹ tham gia rèn luyện, ba con của anh Dương, chị Hương cũng đã hình thành thói quen và yêu thích việc tập thể thao mỗi ngày. Đặc biệt, hai con trai lớn của anh Dương còn tham gia nhiều giải thi đấu thể thao trong và ngoài tỉnh và đạt được những thành tích đáng nể. Đáng kể nhất là năm 2021, tại giải vô địch bơi lội các nhóm tuổi toàn tỉnh, ba bố con anh cùng tham gia và đoạt 4 huy chương vàng. Lớp 1, lớp 2 thì bố cháu là người bắt đầu với những môn đơn giản như là chạy, nên là cháu cũng tiếp xúc thể thao từ nhỏ. Hiện tại thì cháu đang theo học ngành trí tuệ nhân tạo của trường Đại học FPT. Nhưng mà đi đôi việc học thì cháu vẫn xây dựng cho mình một cái thói quen tập thể dục thể thao thường xuyên. Mỗi khi một lần thi đấu thì cả nhà sẽ đi cùng nhau và cổ vũ cho nhau, xong từ đó thì tạo cho cháu một năng lượng để thi đấu và bước tiếp trong con đường thể thao của mình. Không chỉ hai anh lớn, con gái út của vợ chồng anh Dương, chị Hương năm nay mới 5 tuổi nhưng cũng đã thường xuyên tham gia tập nhảy thể dục cùng mẹ và đi bơi với bố. Có thể nói, thể dục thể thao đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống mỗi ngày của gia đình này. Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của nghệ thuật truyền thống hát chống quân Dạ Trạch. Đó chính là cách mà nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Xuyên, thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, thể hiện tình yêu của mình đối với quê hương. Trong những năm qua, bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, bà đã góp phần lan tỏa bộ môn nghệ thuật truyền thống độc đáo này đến với đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sinh ra và lớn lên ở nơi được coi là cái nôi của nghệ thuật hát chống quân, nên từ khi còn nhỏ, bà Xuyên đã được biết đến hát chống quân và có một tình cảm đặc biệt đối với làn điệu dân ca này. Sau khi chống quân Dạ Trạch được cụ Nguyễn Duy Phí và cụ Lê Hồng Diệp sưu tầm và phục dựng lại, năm 1993, khi thôn Yên Vĩnh thành lập tổ chống quân, thì bà cũng chính là một trong 10 thành viên đầu tiên tham gia. Với vai trò là thành viên và là phó chủ nhiệm câu lạc bộ, bà Xuyên cùng các thành viên của câu lạc bộ đã không ngừng nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của câu lạc bộ cũng như lan tỏa tình yêu đối với bộ môn nghệ thuật truyền thống của quê hương đến với mọi người. Qua các phong trào hoạt động thì bà Xuyên rất là nhiệt tình, rất là năng động và luôn luôn đưa ra những ý kiến đóng góp rất là cụ thể để cho câu lạc bộ chống quân ngày càng phát triển. Môn nghệ thuật hát chống quân này là một cái môn độc đáo của quê hương. Tôi là những người coi được hưởng và kế thừa thì cũng rất muốn là để truyền lại cho các cháu lứa tuổi trẻ để gìn giữ, bảo tồn. Từ năm 2011 đến nay, bà đã tham gia trên 20 lớp truyền dạy chống quân do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Không những vậy, bà cùng các thành viên trong câu lạc bộ còn đề xuất với chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các lớp dạy hát chống quân miễn phí cho các cháu học sinh tại xã Dạ Trạch và một số địa phương lân cận. Không chỉ tận tình chỉ dạy từ giai điệu, cách lấy hơi, đánh trống, giữ nhịp, mà bà còn gửi gắm cả tình yêu và truyền ngọn lửa đam mê chống quân tới thế hệ trẻ. Bà đã cùng các thành viên trong câu lạc bộ tham gia biểu diễn tại các sự kiện, các hội diễn và đã nhận được nhiều giải thưởng cũng như bằng khen, giấy khen do các cấp trao tặng. Cháu học chống quân là do bà Xuyên dạy cháu. Bà dạy cháu rất là tận tình và các bạn nữa, bà rất là bảo ban chúng cháu và hay sát sao vì việc học của chúng cháu. Nhờ cái sự đóng góp tích cực của nghệ nhân Nguyễn Thị Xuyên hát chống quân
của Khoái Châu từng bước được lan tỏa. Từ những cái hoạt động tích cực của nghệ nhân Nguyễn Thị Xuyên bảo tồn di sản hát chống quân của xã Trại Trẻ nói riêng, của huyện Khoái Châu và của Hưng Yên nói chung. Hát chống quân Hưng Yên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2017. Năm 2015, bà Xuyên vinh dự là một trong 7 người được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Đây là niềm vinh dự và cũng là trọng trách để nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Xuyên và các thành viên câu lạc bộ chống quân Dạ Trạch tiếp tục gìn giữ, lan tỏa chống quân để nét văn hóa đặc sắc này sống mãi trong đời sống tinh thần của người dân. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.